Oppo Reno 5G được hỗ trợ sử dụng 5G có thiết kế toàn bộ mặt trước là màn hình AMOLED 6.6 inch, độ phân giải 1080 nhân với 2340 pixel, với các góc bo tròn và cạnh cong mang đến độ sắc nét và màu sắc sống động. Đối với khán giả thích chụp ảnh, Oppo Reno 5G có camera 48 megapixel siêu chụp đêm, đồng thời có khả năng zoom quang học nhờ ống kính tiềm vọng hoạt động theo cơ chế lens xếp gập. Kết hợp với zoom số, thiết bị cho khả năng phóng đại hình ảnh lên đến 60 lần. Bên cạnh đó, khi hoạt động, camera selfie độ phân giải 16 megapixel sẽ trông giống như một chiếc vây cá mập. Một ưu điểm đặc biệt nữa của Oppo Reno 5G chính là dung lượng khủng với RAM 6GB và ROM 256GB chạy trên phần mềm Android Base với giao diện Color OS 6. Điện thoại cũng được hỗ trợ sạc nhanh với công nghệ độc quyền của Oppo. Hiện Oppo Reno 5G sẽ được chính thức mở bán tại Việt Nam từ 15 tháng 6 với giá khoảng 13 triệu đồng.